Chắc hẳn các bạn không còn xa lạ với địa danh nổi tiếng ở Đà Nẵng có tên gọi là bán đảo Sơn Trà. Hãy cùng Việt Nam Travel Log điểm lại những điểm hẹn thú vị ở đây nhé. Bạn có thể bắt đầu chuyến hành trình khám phá bán đảo Sơn Trà với nhà vọng cảnh. Với độ cao hơn 600m so với mặt nước biển, đây được coi là vị trí khá thuận lợi để ngắm cảnh từ trên cao. Đặc biệt, nếu trời trong, bạn có thể nhìn thấy đèo Hải Vân và đảo Ngọc ở phía xa xa. Đỉnh Bàn Cờ là nơi được mệnh danh là điểm có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố Đà Nẵng. Tất nhiên là trong điều kiện thời tiết lý tưởng. Tuy nhiên, thời điểm chúng tôi có mặt ở đỉnh Bàn Cờ thì sương mù đã hoàn toàn bao phủ tầm nhìn. Mặc dù vậy, điều đó cũng rất thú vị, khiến bạn cảm giác như lạc vào chốn tiên cảnh với hình ảnh tiên ông đang ngồi đăm chiêu chơi cờ tướng. Đây chính là bức tượng Thích Đế đang ngồi suy ngẫm về thế cờ ngàn năm chưa giải. Sau đó bạn có thể lựa chọn vào rừng để theo dấu chân của những chú vọc trà vá chân nâu, một trong những loài động vật nằm trong sách đỏ Việt Nam cần được bảo tồn. Lưu ý nhé, những chú vọc này rất nhát người nên các bạn cần giữ yên lặng và hết sức kiên nhẫn mới có cơ hội diện kiến các chú ấy đó. Tiếp theo, hãy dành chút thời gian đến với tiểu khu 63 thuộc khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà để được tận mắt nhìn, tận tay sờ vào cây đa đại thụ, còn được gọi là bách niên đại thụ hay cây đa ngàn năm. Với chu vi thân chính 10m, cả thân chính và phụ 85m, gồm 26 rễ phụ, mỗi rễ cao khoảng 25m, cây đa đại thụ đã trở thành một trong những biểu tượng không thể thiếu của bán đảo Sơn Trà. Và tất nhiên rồi, ít nhất phải 10 người mới có thể ôm trọn được thân cây đa này. Bạn không tin có thể thử nhá. Đừng vội dừng lại hành trình ở đây, bởi ngay gần đó còn có một con đường mòn nhỏ dưới những tán cây rậm rạp. Người ta chỉ rằng đó là con đường dẫn đến mũi nghê huyền thoại. Nơi được coi là điểm vươn ra xa nhất của đất liền, chạm đến biển đông của thành phố Đà Nẵng. Còn đối với dân phượt thì người ta coi đây là điểm cực đông của thành phố này. Vì thế, nếu bạn muốn đón tia nắng đầu tiên trong ngày của thành phố Đà Nẵng thì có thể đến với mũi nghê để tận hưởng cảm giác tuyệt vời này. Nhớ, hãy tìm cho mình một người dẫn đường chuyên nghiệp để tránh bị lạc trong mê cung cây rừng khi tìm đến mũi nghê nhé. Chúc các bạn một chuyến đi nhiều ấn tượng khó quên. Thank you.